cách giảm mỏi mắt khi dùng máy tính, điện thoại nhiều. Đối với dân văn phòng hiện nay, do nhu cầu công việc thường xuyên dán mắt vào màn hình máy tính, sau một thời gian dài sẽ không tránh khỏi những triệu chứng như khó chịu ở mắt, giảm thị lực. Ngoài ra, điện thoại di động cũng đã trở thành một trong những thứ không thể thiếu của hầu hết mọi người. Điện thoại di động ngày nay mang lại những thứ rất tuyệt vời, nhưng nó cũng mang lại đến những tác hại cho sức khỏe, một trong số đó là việc chấn thương mắt. Dưới đây là một số mẹo bảo vệ mắt khi phải sử dụng nhiều thiết bị điện tử, cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua nhé. Số 1, chớp mắt nhiều hơn. Chớp mắt có thể làm cho mắt tiết ra nước mắt giữ ẩm cho mắt, nhìn lâu vào màn hình mà không chớp mắt, nước mắt trên bề mặt giác mạc bay hơi dễ gây ra hội chứng khô mắt. Để giảm khó chịu cho mắt, hãy chớp mắt ít nhất 15 lần mỗi phút. Hãy nghỉ ngơi một chút để mắt được thư giãn, tốt nhất bạn nên ra khỏi chỗ ngồi, nhìn ra xa tầm mắt sau mỗi 20 phút làm việc hãy nhớ nguyên tắc 20-20-20, cứ sau 20 phút làm việc, hãy ngẩng đầu lên và bước 20 bước khoảng 6 mét, nhìn ra xa tầm mắt trong 20 giây có thể giúp giảm mỏi mắt một cách hiệu quả. Số 2, giữ tư thế ngồi tốt. Tư thế ngồi thích hợp nhất là mắt nhìn thẳng hoặc hơi chết xuống màn hình máy tính, điều này giúp thư giãn cơ cổ và giảm thiểu diện tích nhãn cầu tiếp xúc với không khí. Ngoài ra, đừng lúc nào cũng nằm nghiêng để nghịch điện thoại, do khoảng cách hoạt động của hai mắt lúc này khác nhau, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến việc hoạt động bình thường của mắt. Số 3, cải thiện môi trường mắt. Không nhìn vào màn hình trong phòng tối hoặc mờ, đặc biệt là sau khi tắt đèn, đồng tử mắt người sẽ giãn ra trong bóng tối, mắt bạn sẽ bị kích thích hơn khi nhìn vào ánh sáng chói của màn hình điện thoại di động. Điều này không chỉ làm tăng mệt mỏi thị giác mà còn có thể gây ra bệnh tăng nhãn áp. Vì vậy, khi nhìn vào điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính tốt nhất nên bật đèn để cải thiện môi trường cho mắt. Số 4, ăn nhiều thực phẩm và trái cây lành mạnh. Ăn nhiều rau xanh, cà rốt, chanh, việt quất, các loại hạt và uống nhiều nước để giảm khô mắt. Trên đây là các cách giảm đau mắt khi dùng máy tính, điện thoại nhiều, hãy áp dụng cho mình nhé. Chúc bạn vui vẻ.